thầy kính yêu của Châu Thanh. Và cũng trong ngày hôm nay thì Châu Thanh lại có duyên được gặp gỡ những thần tượng của mình, những người đại danh ca đương thời mà Châu Thanh đã rất là yêu mến, cũng như những người chị của Châu Thanh, đó là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tú, rồi danh ca Hoài Thanh và danh ca Chí Tâm, những người anh mà kính thưa với tất cả quý bà con. Châu Thanh yêu mến vô cùng giọng hát của các anh, mà anh Năm hồi xưa cũng vậy, rồi lại có duyên cùng hát chung đồng, là lúc đó Châu Thanh gặp gỡ anh Tuấn Thanh, rồi tất cả anh Danh Hài, Phu Quý, anh Minh Hương và bạn Vĩnh Thanh của Châu Thanh nữa, tất cả hôm nay đã có mặt trong cái ngày tưởng nhớ đến người anh kính yêu của giới sân khấu, không phải riêng Châu Thanh mà ai cũng yêu quý danh ca, để một thiên tài của sân khấu, hoàng tử sân khấu Minh Phụng. Châu Thanh ái mộ và đến nỗi quên hàng biết không, hồi đó anh thua luôn câu ca của anh Năm luôn á. Em có thể rau giùm anh ơi, anh ca được tổng của anh Năm ơi. Nghe ái mộ anh ơi nha. Bà ơi, tôi với bà chưa quen, chưa biết, chưa mò lòng nhân. Quán thù chứ bà đâu đâu. Đến cuộc đời này, những kiếp nhồn màu đen. Đừng đợi em. Tôi cắt lời Châu Thanh một chút. Bữa nay đó là em nhớ Minh Phụng, còn anh thì em nhớ em, vì em có cái giọng hát mà nghĩ rằng hiện giờ đó trong cái tim anh là nhớ hoài cái câu giọng cổ của em. Thôi thì cái này là để gửi cho em. Nó không đáng đâu, cái lòng nhớ cặp cái đỏ cũng như cái ruột cắt túi đi để màu lớn nha. Cảm ơn em rồi, giờ hát đi, hát hai đứa hát đi. Trẻ quá. Trẻ cái gì? Em có Phú Quý hay sao vậy? Hồi xưa giờ anh trẻ không đó. Đấy, tạo đi em. Cảm ơn. Trời đất ơi, bữa nay nó mắc nói dữ lắm. Bây giờ gặp được tất cả những thần tượng của mình mà ít khi nào mà gặp được tới ba anh mà mình ái mộ. Trời đất ơi, phải nói rồi có sư phụ thanh niên của tôi nữa kìa. Con Mỹ Chi nó quá trời luôn, bữa nay quá đại vậy ta. Quá đã luôn mà bạn ơi. Bây giờ anh với em hát một bài để tưởng nhớ đến sư phụ của đúng rồi, thời gian thì đúng rồi, thời gian còn rất là nhiều những anh chị còn chưa hát, cho nên mình rút vấn đề ra. Bây giờ có một bài hát rất nổi tiếng, nhạc của Minh Kỳ và là giọng cổ Loan Thảo. Châu Thanh cùng Phương Hằng xin trân trọng gửi đến tất cả gia đình của chúng ta hôm nay bài hát được mang tên Mưa Trên Phố Huệ. Quan nhiều hơn đàn cho anh đi về đánh cuối lai nghe. Chừng nào không đậu thì anh sẽ nói. Cố gắng. Là trưởng là nhà sĩ rồi. Xin kính chúc cho tất cả các anh các chị, những thần tượng của em, nhiều sức khỏe và tất cả, nhất là đặc biệt nhất là những quan khách, những người ân nhân của giới sân khấu. Hôm nay có chị Dung Đàm Đông là giám đốc của cơ là của mà hãng Tâm Nghĩa hồi xưa quý vị. Tất cả nghệ sĩ mà nổi tiếng là phải nói là nhờ chị Lâm C. Còn bên đĩa thì có hãng Nghĩa Việt Nam, cô Sáu Việt Nam, còn cái băng đĩa là Hồng Hàng Ảnh và chị Dung. Xin trân trọng chào chị. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức bài hát Mưa Trên Phố Huế. Từ chiều đi ai
Cảm ơn anh chị.